tròn. Thì mình nhắc lại đề nè, cho nửa đường tròn tâm O nè, đường kính AB bằng 2R nè, một điểm C nằm trên nửa đường tròn sao cho cái đoạn này nhỏ hơn cái đoạn này. Được chưa ạ? Tiếp tục nè, cho một điểm D thuộc cung nhỏ B, BC sao cho góc COD bằng 90 độ. Được chưa ạ? Rồi, CB cắt AD tại E, AC cắt BD tại F, chứng minh CEDF nối tiếp đường tròn. Thì các bạn nhìn kỹ vào thì các bạn thấy được góc này là góc gì ạ? Góc vuông nè. Được chưa? Bởi vì góc này chắn nửa đường tròn. Tiếp tục góc này là góc gì ạ? Vuông, bởi vì nó chắn nửa đường tròn. Bạn My ơi, bạn ok không ạ? Bạn My ơi, vậy suy ra hai góc này đối nhau cộng lại bằng 180. Bạn My ơi, bạn My ơi, bạn comment giúp lỡ đi ạ. Bạn My ơi, bạn My ơi, bạn My ơi, bạn My ơi, comment giúp lỡ đi bạn My ơi. Được chưa? Vậy thứ nhất các bạn phải chứng minh cái góc C này 90 độ và góc D này 90 độ. Vậy ta có góc ACB bằng 90 độ. Tiếp tục và ADB bằng 90 độ. Lý do góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Được chưa bạn My? Ok chưa bạn My ơi? Rồi tiếp tục từ từ đi, rồi mình sẽ giải câu B nha. Từ đó suy ra FCE bằng 90 độ và FDE bằng 90 độ. Được chưa? Hai góc này có hiện tượng gì ạ? Đối nhau nên suy ra hai góc đó cộng lại bằng 180. Bằng 180. Suy ra tứ giác CEDF nội tiếp đường tròn. Lý do tứ giác có hai đỉnh đối diện bù nhau. Ok câu A chưa mọi người? Ok câu A chưa mọi người? Mọi người ơi, mọi người cố gắng like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp lợi, giúp cho lợi được 100.000 follow nha mọi người.